đẹp ạ, muốn giao lưu cùng với cô chú anh chị, mong quý cô chú anh chị ủng hộ ạ. Và đầu tiên là cây bông cháy số 1. Đây là phôi bông giấy Mỹ ạ. Phôi này thì không thẹo vết, không mục bọng gì hết nha quý cô chú. Dạ em xin được phép đo thông số ạ. Chiều cao cây này là 53. Hoành là 25. Rồi sổ của nó là 25 luôn ạ. Rồi cây này hoành cũ thì 86 nha quý cô chú. Hoành cũ 86 ạ. Đường kính bầu để em đo cho quý cô chú anh chị dễ mình dễ đặt chậu nha. 48 coi như là 50 đi. Rồi mình cùng xem lại nha quý cô chú anh chị. Hoàn toàn không hề mục, không hề thẹo quýt, không gì hết nha. Cây này sống rất là khỏe ạ. À, à cây số 1 em xin giao lưu với giá là 3 triệu bao ship toàn quốc luôn ạ. À, đường kính bầu của nó là 55 theo quý cô chú. 55. Cây mã số 2 em xin giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn ạ. À, cái cây này cũng như là cây trước luôn nha quý cô chú anh chị, không thẹo quýt, không một bọng gì hết ạ. À, rất là đẹp ha, sức sống rất là khỏe nha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị. Đây ạ, à, cái rễ của nó đan với nhau và nó cuộn 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 lại với nhau thành một củ đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Cái lá nó đây ạ, à, cái lá nó thanh tươi lắm ha. Cái cây này thì em mới bứng về được, mới bứng về chắc được khoảng 2 ngày thôi ạ. À, cây mã số 2 em xin giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi ạ. À, và tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 cũng là một phôi bông giấy Mỹ ạ. À, cây này thì nó rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Nó có gọng chữ C ạ. À, đây ạ. À, gọng chữ C của nó ha. Cây này là chuẩn dáng bonsai nha quý cô chú anh chị. Cây này là rất chuẩn dáng bonsai. Chi cành đầy đủ luôn ha quý cô chú. Đây mình ghép bông giấy Mỹ hay là mình để mình ghép cẩm thạch hoặc là mình để chơi tự nhiên luôn cũng được ạ. À, rồi bây giờ em xin được phép cho thông số ạ. À, hoành là 32. Cái bộ cũ của nó là 79 ạ. À, 79, 80 luôn đó em với cô chú. Rồi cao sổ của nó là 33. Rồi cây này cao là khoảng là 78. 7 tấc 8 đó quý cô chú. Rồi cây này không thẹo vết gì hết quý cô chú. Không mục bọng, không thẹo vết, bộ cũ đặc luôn nha. Rồi cây mã số 3 này em xin giao luôn.
4 triệu ạ. À. Bao ship toàn quốc luôn ạ. À. 4 triệu. Và theo tiếp theo sau đây là cây mã số 4 ạ. À. Cây mã số 4 này thì nó có dáng là trực huyền ạ. À. Rất là đẹp đúng không chú anh chị? Rồi cái bộ cũ đó nè, như là con thú luôn à quý cô chú anh chị ơi. Đây là cái đuôi nè ha, cái này là hai cái chân của nó nè, cái mông của nó nè. Rất là đẹp thôi quý cô chú. Rồi giống nè, ở phía trước như hai cái chân của nó nè, chân trước nè, hai chân trước thôi quý cô chú. Đây à. Mình tưởng tượng cây này nó giống như là một cái con voi á quý cô chú anh chị ơi. Con voi hoặc là con tê giác đó, là cái sừng của nó nè. Ha. Y như là một con voi hoặc một con tê giác gì đó quý cô chú ơi. Dáng thú à. Rồi bây giờ em xin được phép đo tổng số ạ. À. Hoành của nó là 42. Ở ngay vị trí đó là 42 ạ. À. Còn ở ngay vị trí này thì là 28. Chiều dài của nó là 86. Kính bầu nó là 41 à. À cái bộ cũ. Cái bộ cũ này cũng kích lắm hay quý cô chú. Bộ cũ là 89. Bỏ cái cọng rễ này ra thì chắc còn khoảng 85 á. Rồi cây mã số 4. Em xin giao lưu với giá là 4 triệu bao ship à. Nó y như là hình một con thú luôn hay quý cô chú anh chị. Y như là một con thú. Tiếp tục là cây số 5 ạ. À. Cây số 5 thì cũng là một cây bóng giấy Mỹ luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi. Cái bộ đế của cây này thì nó rất là quái à quý cô chú anh chị ơi, nó xoắn 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 lại với nhau nè. Nó đang xen rồi nó xoắn xoắn lại với nhau. Bây giờ em xin được phép cho thông số nha. Hoành của nó là 19 ạ. À. Hoành 19. Cao là 44. Để em đo bộ cũ nó cho quý anh chị xem. Bộ cũ của nó là 60. Nó sổ là 30. Sổ 30. Cây này thì quý cô chú anh chị mình tưởng tượng nó giống như là một cái bình bông đó quý cô chú anh chị. Giống như là một cái bình bông gì đó. Mã số 5 em xin giao lưu với giá là 3 triệu bao ship ạ. À. À quý cô chú anh chị nào mình mua từ 2 cây trở lên thì em sẽ giảm bớt cho mình tiền chi phí vận chuyển ạ. À. Có thể mình
dưỡng lại rồi mình cắt ngang đây mình chơi theo kiểu bonsai cũng được ạ. Và bây giờ mình cùng xem lại ạ. Củ đặc luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Cái cây này thì cái củ đẹp lắm. Rồi cây mã số 6 em xin được phép giao lưu với giá là 4 triệu bao ship luôn ạ. 4 triệu bao ship. Em sẽ hỗ trợ thêm tiền phí ship trong quý cô chú anh chị. Có nghĩa là em sẽ giảm bớt cái tiền phí ship cũng lại à. Tiếp theo là cây mã số 8 à. Cây mã số 8 này cũng là một cái cây mà có cặp C luôn nha quý cô chú anh chị. Cái cây này với cây số 3 hồi nãy đó là một cặp đó quý cô chú. Nó giống nhau là 9 người luôn á quý cô chú ơi. Đây cái bộ đế đó đây. Bộ đế của nó là đặc sệt luôn ha. Cây này thì nó đẹp hơn cây số 3 à. Cây này 10 thì cây số 3 khoảng 8-9. Rồi em xin được phép đo thông số ạ. Ở ngay vị trí này là hoành của nó là 27. Hoành 27 quý cô chú, cao 70. Rồi cái bộ cũ của nó đây. Bộ cũ của nó là 75. Cái sổ để em đo chiều sổ nó là sổ là 28 đó. Cây này đẹp lắm không quý cô chú. Và cái gọng chữ C của nó đây ạ. Cây này và cây số 3 là một cặp. Mình dây nhanh tay mình chốt lẹ một cặp này đi ha. Em sẽ giảm bớt tiền phí ship và em trừ thẳng mỗi tiền cây cho mình luôn ạ. Cây mã số 8 em giao lưu với giá là 4 triệu bao ship luôn ạ. Rồi em xin được phép đo bộ cũ ạ.
bộ cũ là hết thước dây luôn. Cái này là khoảng cả 180, 190 đó. Rồi cái chiều dài của nó là khoảng cỡ 2,5 m á quý cô chú ơi. Chiều dài khoảng 2,5 m á. À cái cây này thì nó to lắm quý cô chú anh chị. Là mình ship là rất là tốn tiền phí, cho nên là em xin giao lưu với giá là 14.500.000 ạ. Rất là rẻ luôn ha. Nhưng mà cây này có lỗi ở chỗ là nó bị sành dưới đây nè. Nó sành nhưng mà ở phía đây nè, nó có một cái nhánh đưa ra, thì tương lai cái nhánh này nó sẽ là bít được cái này, không sao hết ạ. Cái này thì nó vẫn còn tươi ha quý cô chú. Đây nè. Cái da nó còn tươi lắm, không có vấn đề gì hết ha. Rồi nguyên một cái chỗ này, cái nhánh chỗ này thì tương lai nó sẽ lắp được cái này. Lắp được cái chỗ sành này. Không sao cả. Bộ củ này bộ củ đặc luôn nha, hoàn toàn không thẹo vết, không gì hết anh quý cô chú. Giờ nãy giờ thì em đã giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình cùng xem trứng phôi con giấy Mỹ ạ. Và một cái phôi cuối cùng là phôi khủng khiếp luôn ạ, rất là to nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mà mình nhanh tay mình mua hết viên lô thì em sẽ để giá sỉ một cây là 3.800.000 đồng. Và em bao ship cho quý cô chú anh chị là 200 km. Và bây giờ thì em xin được khép lại clip của mình và hẹn gặp lại ở quý cô chú anh chị ở một clip mới ạ. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho em để em có động lực để mình tìm thêm những cái cây đẹp để mà mình